và vẫn tiếp tục cái series chân dung một chuyên gia bán hàng thành công, một best seller, một kinh ngập sale là gì. Thì hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề xây dựng và định vị thương hiệu cá nhân và xây dựng các cái mục tiêu cá nhân cho một cái người làm sale như chúng ta, được chưa ạ? Đầu tiên là tôi sẽ nói về định vị thương hiệu cá nhân và xây dựng cái khả năng mà chúng ta có thể định vị được cho khách hàng thấy chúng ta là ai, đúng không ạ? Thế thì bản thân chúng ta phải trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai. Nếu như các bạn làm bán bảo hiểm, tôi giả sử thế, bạn là một nhân viên bán bảo hiểm hay bạn là một chuyên gia tài chính, đấy là cái câu trả lời bạn là ai. Bạn là một nhân viên bán ô tô hay bạn là một chuyên gia tư vấn về phong cách sống cho khách hàng. Bạn là một nhân viên bán hàng thời trang hay bạn là một stylist. Hãy suy nghĩ như thế, hãy suy nghĩ rộng ra, hãy suy nghĩ lớn hơn, hãy suy nghĩ mở ra. Chứ đừng nghĩ rằng là những cái điều ông này nói nghe có vẻ viển vông quá, nghe có vẻ xến sẩm quá, có đúng không ạ? Nếu như chúng ta không nâng tầm được của chúng ta lên thì làm sao mà chúng ta có thể khẳng định được bản thân của chúng ta trong một thế giới mà đầy biến động như thế này, trong một xã hội mà bây giờ cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, các bạn thấy không ạ? Vâng, ví dụ như tôi nói xa xôi một chút, như là câu chuyện của hãng taxi truyền thống với taxi công nghệ, nó đã làm thay đổi cách mua hàng của khách hàng vô cùng nhiều, đúng không ạ? Trước đây thì khách hàng là người ta gọi điện qua tổng đài và người ta đợi xe, còn bây giờ người ta rút điện thoại ra, người ta bấm app, người ta gọi xe, cũng vẫn là gọi xe nhưng hai hình thức khác nhau. Và nếu bạn không phải là những người mà thích thời, thích hợp với cái sự thay đổi về công nghệ, bạn phải khẳng định bạn là ai, bạn có cái gì, bạn muốn trở thành ai trong xã hội này, thì đó chính là cái vấn đề chúng ta phải định vị thương hiệu. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta là một nhân viên kinh doanh thông thường, và chúng ta hãy nghĩ chúng ta vươn tới những cái tầm cao hơn nữa trong tương lai, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là 5 năm, có đúng không ạ? Chúng ta phải định vị thương hiệu của chúng ta. Hoặc là trong quá trình bán hàng, chúng ta cũng phải định vị thương hiệu của chúng ta với khách hàng bằng cách là: vâng, xin chào anh chị, tôi là Phan Anh, tôi là chuyên gia tư vấn về tài chính của tập đoàn X, đúng không ạ? Hay là: xin chào anh chị, tôi là Phan Anh, tôi là chuyên gia về marketing của công ty Y, đúng không ạ? Hay là: xin chào anh chị ạ, tôi là Phan Anh, tôi là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Z, ví dụ như vậy. Đấy, và tôi đã có 15 năm kinh nghiệm tư vấn cho các khách hàng như thế này. Thì đấy, với một cái cách mà chúng ta giới thiệu cho khách hàng đầy tự tin và đầy lịch lãm như vậy, thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ định vị cái dấu ấn của chúng ta trong đầu khách hàng. Nhiều người là không biết, thậm chí là không biết chào hỏi, không biết định vị với chính khách hàng của mình khi đứng đối diện với nhau hay khi trò chuyện với nhau trên một cái bàn thảo luận, có đúng không ạ? Vâng. Và bạn phải làm như thế nào để có thể định vị được thương hiệu cá nhân? Thế thì bây giờ bạn xác định là bạn trở thành ai, bạn sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai, thì tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái công cụ để các bạn có thể trở thành dễ dàng xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi muốn đặt một câu hỏi là các bạn có muốn trở thành một KOS hay không, gọi là King of Sales, đúng không ạ? Chắc chắn nếu như các bạn tuân thủ đầy đủ những cái hướng dẫn của tôi trong hàng loạt cái video, trong series video về kinh nghiệm sale này, thì tôi tin tưởng trong tương lai cái sự nghiệp của bạn sẽ phát triển tốt, thu nhập của bạn sẽ tăng trưởng và bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Đấy là ý nghĩa của chúng tôi muốn đem đến cái chương trình này cho các bạn. Vậy thì bạn cần phải định vị thương hiệu cá nhân trong cái lĩnh vực sale là gì? Đó chính là chúng ta phải xây dựng cái uy tín về cá nhân và uy tín về chuyên môn. Đó, tôi đưa cái dấu hai ý là gì ạ? Thứ nhất là phải xây dựng về uy tín chuyên môn, và thứ hai là xây dựng uy tín cá nhân. Uy tín chuyên môn rất là quan trọng, đúng không ạ? Trong một số cái sản phẩm người ta sẽ đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Ví dụ bạn làm tư vấn du học thì bạn đã từng đi du học chưa? Bạn đi du học bao nhiêu nước, đúng không ạ? Bạn đã đi du lịch bao nhiêu nước? Bạn đã thiết kế thành công cho bao nhiêu cuộc đời? Bạn đã đưa bao nhiêu visa đi du học? Ví dụ như thế, thì đấy chính là về uy tín về chuyên môn. Bạn được thể hiện qua các bằng cấp, các bằng cấp, đúng không ạ? Vì học vấn, học vị, các bằng cấp chuyên môn. Ví dụ như tư vấn du lịch, bạn phải có chứng chỉ du lịch quốc tế, tôi giả sử như vậy, thì cái đó người ta gọi là uy tín chuyên môn, đúng không ạ? Khả năng sử dụng ngoại ngữ, khả năng sử dụng máy tính, đấy chính là cái uy tín về chuyên môn. Và trong một cái tham số giữa uy tín và chuyên môn được xây theo một cái hình như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ chia ra làm 4 phần, 4 góc. Đấy, uy tín chuyên môn thấp và uy tín cá nhân thấp.
uy tín chuyên môn cao và uy tín cá nhân cao. Và những cái phần khác tương tự như vậy, các bạn hình dung ra ý tôi không ạ? Chia ra một cái bảng như vậy. Vậy thì một người king of sale thành công là sẽ nằm ở trong cái góc mà có uy tín cá nhân cao và uy tín chuyên môn cũng cao. Vậy thì làm thế nào để xây dựng được uy tín chuyên môn, đúng không ạ? Chúng ta phải trau dồi kỹ năng, chúng ta phải trau dồi cái việc là đọc, hiểu và xem xét những cái tình huống, những cái kiến thức trong sách, trong vở, trong báo, qua câu chuyện của chính các khách hàng họ trò chuyện với chúng ta. Chúng ta sưu tầm, chúng ta nhận lại và chúng ta ghi nhớ lại, hệ thống lại, thì đó chính là uy tín về chuyên môn. Thí dụ, tôi dám khẳng định với các bạn rằng tôi là một người có uy tín chuyên môn về lĩnh vực marketing và truyền thông, đặc biệt là online marketing rất tốt. Tôi dám khẳng định với các anh chị điều đó, đúng không ạ? Và ví dụ nó được thể hiện qua gì ạ? Đài truyền hình, sách, báo, các tạp chí, đúng không ạ? Các cái bài luận tôi viết hay là các cuốn sách tôi viết được xã hội thừa nhận rằng là hay là được những người xem thừa nhận là có những kiến thức chuyên môn nhất định ở trong đó. Thế thì thứ hai là uy tín cá nhân. Uy tín cá nhân ở đây là cái gì ạ? Đúng không ạ? Thì uy tín cá nhân nó được thể hiện thông qua tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa trình bày trong phần bên ngoài và bên trong. Đấy là sự đúng hẹn, đúng không ạ? Đấy là các cái tố chất về kinh nghiệm sale, là 20 cái tố chất, đúng không ạ? Đấy là chính là những cái mà người ta nhìn nhận vào con người chúng ta. Đây là một người đầy uy tín, có thể tin tưởng được, đúng không ạ? Có thể giao phó những cái việc này được khác cho cái cá nhân này. Đó. Thì đó chính là cái việc mà chúng ta phải xây dựng uy tín chuyên môn và uy tín cá nhân. Những cái sale mới khi vào nghề thì rõ ràng uy tín cá nhân thấp và uy tín chuyên môn còn thấp. Vậy thì chúng ta phải làm sao để nhanh chóng nâng cái uy tín cá nhân và uy tín chuyên môn lên. Và tôi nói trước rằng là cái uy tín chuyên môn chúng ta sẽ dễ dàng xây hơn được, bởi vì cái đó chúng ta học được. Và khi thông qua chuyên môn thì chúng ta đồng thời xây dựng được cái uy tín cá nhân, đúng không ạ? Thí dụ như thế này, trên mạng xã hội Facebook chẳng hạn, mọi người biết tôi, nhưng mà không bao giờ các bạn nghe thấy những câu chuyện kiểu như là anh này buôn bán làm ăn, anh ấy hay nợ tiền, hay là anh ấy không bao giờ đúng hẹn, hay là anh ấy vay tiền không trả, kiểu như thế. Thì đấy chính là uy tín về cá nhân chứ không phải là uy tín về chuyên môn. Chuyên môn có thể rất tốt, đúng không ạ? Nhưng mà cái lối sống, cái phong cách sống, rồi thì cái đẳng cấp sống, rồi thì những cái sự tin tưởng, cái lời ăn tiếng nói với đối tác, với bạn bè nó không đúng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bị mất uy tín cá nhân. Vâng, thì chúng ta hãy vẽ ra một cái biểu đồ đồ thị như thế này. Và một hàng này là uy tín cá nhân, một hàng này là uy tín chuyên môn, các bạn hiểu chưa? Và chúng ta hãy xem cao thấp, chúng ta đã có bốn cái góc như vậy, thì chúng ta đang ở góc nào? Và nếu như các bạn đạt được đến cái góc mà uy tín chuyên môn cao và uy tín cá nhân cao ở góc này, thì bạn đang đúng hướng và bạn sẽ chắc chắn sẽ thành công sớm nhất trong tương lai. Còn nếu bạn ở những cái góc khác thì hãy cải thiện, đúng không ạ? Uy tín chuyên môn cao rồi nhưng mà uy tín cá nhân thấp thì phải tăng uy tín cá nhân lên, và uy tín cá nhân cao rồi nhưng mà uy tín chuyên môn thấp thì phải tăng uy tín chuyên môn lên. Và chúng ta sẽ phải định vị thương hiệu của chúng ta là ai. Nếu như chúng ta bán trong lĩnh vực bảo hiểm thì chúng ta phải là best seller của bảo hiểm, có đúng không ạ? Nếu như chúng ta trong lĩnh vực online marketing, các bạn phải là best seller của online marketing, thì ý tôi muốn nói là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta phải khẳng định cái dấu ấn của bản thân của chúng ta. Thì nó có 10 cái cách định vị thương hiệu cá nhân, thì một lát nữa trong cái video tiếp theo tôi sẽ trình bày với các anh chị, được chưa? Rồi ạ, cái nội dung thứ hai trong cái video bài học ngày hôm nay, ngoài cái chuyện là xây dựng thương hiệu cá nhân ra, thì chúng tôi sẽ còn hướng dẫn cho các anh chị về cái việc là lập cái kế hoạch mục tiêu cho cuộc đời, đúng không ạ? Cái phần này cũng sẽ nằm trong cái phần chân dung của một người bán hàng thành công, của một king of sale, đúng không ạ? Ví dụ bạn phải vẽ ra nhá, là vị trí công việc hiện tại của bạn là gì. Bạn hãy mở giấy ra viết cho tôi đi ạ. Vị trí công việc hiện tại của bạn là gì? Vâng. Mức thu nhập của bạn hiện tại là bao nhiêu? Phải chấm trả lời cho tôi ngay nhá, được chưa ạ? Vâng. Thế thì bây giờ bạn muốn cái gì trong tương lai, được chưa ạ? Bạn muốn cái gì trong tương lai? Vị trí công việc trong một năm tới, bạn muốn là vị trí gì? Bây giờ bạn đang là nhân viên sale ở cửa hàng bán hàng quần áo, tôi lấy thí dụ thế, đúng không ạ? Bạn muốn leo lên vị trí quản lý không? Đấy là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và tích cực. Hãy bày tỏ cái sự mạnh mẽ, bày tỏ cái sự khát khao cho cái vị trí công việc đó, được chưa ạ? Mức thu nhập của bạn hiện tại, tôi giả sử 5 triệu đồng một tháng, tôi giả sử như vậy. Vâng. Làm thế nào để lên được 8 triệu,
làm thế nào để lên được 10 triệu, làm thế nào để lên được 20 triệu hoặc cao hơn nữa. Hãy đặt câu hỏi, được chưa ạ? Vâng, hãy khẳng định bản thân bằng hiệu suất công việc, bằng kết quả doanh thu, bằng cái những cái sự hài lòng của khách hàng, bằng cái sự hài lòng của đồng nghiệp. Đó chính là sự khẳng định bản thân, được chưa ạ? Bạn phải đưa ra các mục tiêu về cuộc sống riêng tư của mình. Nếu như bạn còn trẻ thì tìm hiểu về bạn đời của mình, đúng không ạ? Bạn trai hoặc bạn gái, bạn phải có mục tiêu, chứ không phải là bạn cứ ngồi đấy giặt dẹo ai đến với mình thì đến. Đó chính là những người không có tinh thần chủ động. Và bạn cho rằng là tình yêu phải được hoàn toàn vun đắp trên sự tự nhiên, cái gì đến thì đến, cái gì tự nhiên nó sẽ đến, đúng không ạ? Thì tôi cho rằng đấy là một cái nguyên lý mà có nhiều người áp dụng, nhưng đó không phải là một nguyên lý duy nhất, mà có thể các bạn hãy lập trình cho bản thân mình, đúng không ạ? Bạn muốn yêu một người như thế nào? Bạn đưa ra các tiêu chí về ngoại hình, về gia đình, về học vấn, về tính cách, đúng không ạ? Tất nhiên bạn hãy đưa các cái tham số ra và tham số nào là quan trọng đó. Và bạn đưa ra, tất nhiên bạn đưa ra như vậy thì có những người sẽ nói rằng là em cũng đặt ra đấy nhưng em không tìm thấy được cái người như thế, đúng không ạ? Và đôi khi em cảm thấy rằng là hãy đơn giản mọi thứ đi. Nhưng mà bạn đưa ra các tiêu chí quá cao so với bản thân bạn. Đó, ví dụ tôi nói như tôi là tôi đưa ra bây giờ là tôi nói thí dụ thôi ạ. Bạn gái của tôi là phải cao 1m8, đúng không ạ? Rồi phải là hoa hậu, rồi phải con nhà gia giáo, rồi phải thu nhập trên 100 triệu một tháng, rồi phải học thạc sĩ ở nước ngoài về, vân vân vân. Kết hợp tất cả các yếu tố lại thì chắc là tôi sẽ ở vậy đến suốt đời, đúng không ạ? Tôi lấy vui như vậy. Thì rõ ràng là các bạn đưa ra các tiêu chí quá cao so với cái năng lực của bản thân mình. Và khi bạn đưa ra tiêu chí như bạn cũng không nỗ lực để đạt được nó. Vậy nếu mà cái tiêu chí như vậy, có một cô gái như vậy thì cô ta sẽ không bao giờ đi với bạn, đúng không ạ? Và ngược lại, có một người đàn ông như vậy thì người đàn ông ấy cũng không đi với bạn. Bởi vì người ta nói nó cũng phải xứng đôi vừa lứa, đúng không ạ? Tất nhiên, tình yêu, hôn nhân, giới tính thì nó có rất nhiều các cung bậc cảm xúc khó giải thích. Nhưng ý tôi muốn nói là cái cuộc sống riêng tư ở đây, đầu tiên là mình phải lựa chọn người bạn đời cho mình, rồi mình phải lập kế hoạch kết hôn, sinh con, đẻ cái. Chúng ta phải có kế hoạch, đúng không ạ? Thì cuộc sống của chúng ta mới ổn định được, chúng ta mới yên tâm làm chuyên môn, chúng ta mới yên tâm để trở thành một bestseller, một king of sale được. Chứ bây giờ cứ gió đến chiều nào thì chúng ta xoay chiều đấy, đúng không ạ? Rồi thì cưới thì chưa có tài chính gì cả, cũng đã chửa đẻ 2-3 đứa rồi, thì tôi nghĩ rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ lại tư duy là trời sinh voi, trời sinh cỏ, thì chúng ta sẽ bị cuốn vào những cái vấn đề rất là khó khăn của cuộc sống. Đó, ý tôi là như vậy, chúng ta phải lập trình cái cuộc sống riêng tư của chúng ta về đời tư. Bố mẹ thì chúng ta thăm một tuần mấy lần hay là một tháng mấy lần, đúng không ạ? Đấy, rồi bạn bè chúng ta trò chuyện một tháng mấy lần, ví dụ như vậy. Tôi biết ai cũng bận cả, nhưng hãy lập trình theo cách như vậy, cố gắng đạt được. Đấy, cố gắng đạt được, được chưa ạ? Một cái ý nữa, lấy mục tiêu cá nhân, đấy là trình độ học vấn, đúng không ạ? Bây giờ bạn liệt kê ra, bạn đang trình độ học vấn là gì? Cao đẳng ư? Đại học ư? Thạc sĩ ư? Đúng không ạ? Vâng, hay là tiến sĩ rồi ư? Thì đó là trình độ học vấn một cách chính thức. Thế còn ngoài cái trình độ học vấn đấy, nó còn rất nhiều các chứng chỉ nghề nghiệp, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là tôi thì là giảng viên đại học, tôi có 4 bằng đại học, tôi có 2 bằng thạc sĩ, đúng không ạ? Tương đương với 4 bằng đại học. Nhưng mà tôi dạy online marketing thì tôi cần phải có chứng chỉ của Google, tôi cần phải có chứng chỉ của Facebook. Đấy là những cái chứng chỉ nghề nghiệp, đúng không ạ? Hay là tôi cần phải có những chứng chỉ của Microsoft, giả sử thế. Hay tôi học lập trình thì tôi phải có những cái chứng chỉ của những cái chuyên môn về lập trình. Thì đấy chính là cái tôi khẳng định cái uy tín chuyên môn của tôi, đúng không ạ? Và nó chính là trình độ học vấn. Vậy bạn phải lập trình ra, bây giờ bạn đang cử nhân thì 2 năm nữa bạn lấy bằng thạc sĩ gì, đúng không ạ? 5 năm nữa bạn lấy bằng tiến sĩ gì, tôi giả sử như thế. Thì chúng ta phải có những cái lập trình cho bản thân mình theo cách như vậy, được chưa ạ? Lộ trình của chúng ta, đấy, lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Hãy lập ra những cái mục tiêu lớn để chúng ta còn có những cái đích đến. Nhiều người không có mục tiêu thì làm sao mà chúng ta biết đi đâu. Người ta nói rằng là không quan trọng là đi con đường nào, nhưng đi một con đường phải có đích đến, đúng không ạ? Chúng ta đang đứng ngã tư đường, chúng ta hãy chọn một con đường, nhưng con đường đấy là con đường chúng ta có đích đến. Đấy, các bạn đưa ra cái tôi gọi là KPI cho cuộc đời mình, đúng không? Từ vị trí công việc, từ thu nhập, từ người bạn đời, từ số con cái, thời gian đẻ con cái, từ
cái việc là hưởng thụ đi du lịch một năm mấy lần đấy, rồi thì quan tâm đến sức khỏe, đi tập gym đúng không ạ, đi tập yoga đấy, rồi tự thưởng cho mình những cái món quà, rồi thì cái cân bằng về tài chính cá nhân, tiết kiệm bao nhiêu, mua bảo hiểm như thế nào đúng không ạ, đấy, rồi thì đầu tư vào những cái gì đấy, rồi thì có những cái tư duy tích cực ra sao, trình độ học vấn chúng ta đạt được những bằng cấp gì và những chứng chỉ chuyên môn gì đó, thì đó là hoàn toàn là những cái KPI mục tiêu cá nhân của một đời người, và tôi đưa vào trong cái chương trình kinh nghiệm sale, bởi vì ở nước ngoài người ta cũng hướng dẫn chúng ta như vậy. Nghề sale là một trong những nghề mà dễ chúng ta đi lên và trở thành những người có thành công trong tương lai, từ cái vị trí cấp bậc thấp nhất cho đến vị trí giám đốc điều hành, hay là cho giám đốc toàn cầu hay giám đốc khu vực, hoàn toàn có thể xảy ra nếu như chúng ta có mục tiêu và chúng ta có lộ trình đạt được. Thì đó là hai cái ý tôi muốn nói về việc định vị thương hiệu cá nhân và xác định các mục tiêu cá nhân, vẫn nằm trong cái bài học về chân dung của một kinh nghiệm sale. Và bài học tiếp theo thì tôi sẽ nói tiếp về một cái cách để chúng ta định vị thương hiệu cá nhân. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.